Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 2, tập 2, trang trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài bảng nhân 5. Bảng nhân 5 hay còn gọi là bảng cửu chương 5. Tính các tích trong bảng nhân 5. 5 x 1 là bằng 5. Chúng ta có 5 cái 5 cái khối lập phương ở trong cái này, nhưng mà chúng ta chỉ có một thôi. Có một nhóm. Hôm nay chúng ta sẽ có là 5 mà có hai nhóm. 5 x 2 là bằng 10. 5 x 3 là 15. 5 x 4 là bằng 20. Và trong này người ta đã có sẵn cho mình cái bảng cửu chương 5, bảng nhân 5. Cái này chúng ta phải thuộc nha, không thuộc ta không có làm được đâu. Không có làm được những cái bài tiếp theo. 5 x 1 là bằng 5. 5 x cho 2 là bằng 10. 5 nhân cho 3 là bằng 15. 5 nhân 4 bằng 20. 5 nhân 5 bằng 25. 5 nhân 6 bằng 30. 5 nhân 7 bằng 35. 5 nhân 8 bằng 40. 5 nhân 9 bằng 45. 5 nhân 10 bằng 50. Nhớ phải thuộc nha, phải thuộc bảng cửu chương 5. Bài số 1, trò chơi. Thực hành với bảng nhân 5. Mỗi lượt chơi, một vài bạn đứng trước lớp, các bạn dưới lớp đọc đồng thanh các kết quả bảng nhân 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, vân vân. Các bạn dưới lớp ngừng đọc theo hiệu lệnh của giáo viên. Các bạn đứng trước lớp viết phép nhân có kết quả là số được đọc cuối cùng. Cả lớp nhận xét và vỗ tay. Như vậy cái này thôi, chúng ta cho qua nha. Bài số 1, tính nhẩm. Tính nhẩm thì cái này chúng ta bắt buộc chúng ta phải thuộc bảng cửu chương. Chúng ta thuộc bảng cửu chương, chúng ta ghi vào đây à, rất là đơn giản. Quan trọng nhất là thuộc bảng cửu chương. 5 x 1 là bằng 5. 5 x 3 là bằng 15. 5 x 2 là bằng 10. 5 x 5 là bằng 25. 5 x 7 là bằng 35. 5 x 4 là bằng 20. 5 x 10 là bằng 50. 5 x 9 là bằng 45. 5 x 8 là bằng 40. Bài số 2, số 5 ta nhân cho bao nhiêu là bằng 15. 5 ta nhân cho 3. 5 ta nhân cho bao nhiêu bằng 7. 35. Nhân cho 7. 5 x 5 là bằng 25. 5 x 9 là bằng 45. 5 ta nhân cho 4 là bằng 20. 5 ta nhân cho 8 là bằng 40. 5 ta nhân cho 10 là bằng 50. 5 ta nhân 6 là bằng 30. Bài số 3. Mỗi chậu cây có 5 bông hoa. 1, 2, 3, 4, 5. Hỏi 4 chậu cây như thế có bao nhiêu bông hoa? Rồi tóm tắt, một chậu hoa là có bao nhiêu, một chậu cây là có bao nhiêu bông hoa? Người ta cho là 5. 4 chậu như thế thì có bao nhiêu bông hoa? Số bông hoa 4 chậu cây có là, ta lấy 5 ra nhân 4 là bằng 20. 20 bông hoa, đáp số là 20. Quan sát hình ảnh sau có chấm chấm cái bút chì. Như vậy chúng ta xem là có bao nhiêu cái vòng tròn, cái bút chì này chúng ta xếp lại nó tương đối giống hình tròn, và chúng ta xem như đó là một hình tròn ha, chứ không phải nó hình tròn đâu. 1 2 3 4 5 5. Như vậy chúng ta sẽ có là, chúng ta đếm trên này đếm xuống là 1 2 3 4 5 6
7 8 9 9 à, người ta họ xếp 9 cái à, mà mỗi cái là 5 à, như vậy đó là chúng ta sẽ lấy là mỗi cái là 5 này, ta nhân cho 9 này, vậy là bằng là 45 cái bút chì. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.